大家好，第十三课，百美八từ với phần bảy bài 17 quyển 2. Đầu tiên là từ gì cô? A ý. A. A. Ý. Ý. A ý. A ý. Làm cơm. Zuo fàn. Zuo fàn. Dì mà nấu cơm, cô mà nấu cơm. Chỉ các cô chuyên nấu cơm trong các nhà ăn, căng tin. Nguyên văn là làm cơm gì? Zuo fàn a yí. Zuo fàn a yí. Chào dì ạ, chào cô ạ. A yí ni hào. A yí hào. Bây giờ là từ thẻ điện thoại. Điện thoại khả. Điện. Điện. Hoa. Hoa. Khả. Khả. Điện thoại khả. Điện thoại khả. Mua thẻ điện thoại. Mái điện thoại khả. Mái điện thoại khả. Bán thẻ điện thoại. Mái điện thoại khả. Mái điện thoại khả. Một tấm thẻ điện thoại dùng lượng từ trang cho những thứ có bề mặt rộng và mỏng. Y trang điện thoại khả. Y trang điện thoại khả. Có thẻ điện thoại không? Yếu điện thoại khả ma. Yếu điện thoại khả ma. Dì ơi, có thẻ điện thoại không ạ? A yí, yếu điện thoại khả ma. A yí, yếu điện thoại khả ma. Nhân viên phục vụ nguyên văn là phục vụ viên. Phú vụ viên. Phú. Phú. U. U. Viên. Viên. Phú vụ viên. Phú vụ viên. Bạn không phải nhân viên phục vụ à? 你不是服务员吗? 你不是服务员吗? 100 tệ. 100 块. Loại mà 100 tệ ở đây chỉ thẻ điện thoại. 100 块 的. 100 块 的. Loại 50 tệ. 50 块 的. Cháu lấy loại 100 tệ. 你要100 块 的. 你要100 块 的. Hay là lấy loại 50 tệ. 还是要50 块 的. 还是要50 块 的. Hãy hỏi lại, dì ơi có thẻ điện thoại không ạ? A yí, yếu điện thoại khả ma? A yí, yếu điện thoại khả ma? Cháu lấy loại 100 tệ hay là loại 50 tệ? Nǐ yào 100 kuài de hái shì yào 50 kuài de? Nǐ yào 100 kuài de hái shì yào 50 kuài de?
lấy loại 100 tệ. Yào 100 khoai đờ. Lấy mấy cái, lấy mấy tấm. Yào chỉ trang. Yào chỉ trang. Chỉ cần, chỉ lấy. Chỉ yào. Chỉ. Chỉ. Yào. Yào. Chỉ yào. Chỉ yào. Chỉ cần một tệ. Chỉ yào một khoai. Chỉ yào một khoai. Chỉ cần một tấm. Chỉ yào một trang. Chỉ yào một trang. Chỉ cần một tấm thẻ điện thoại. Chỉ yào một trang điện thoại khả. Chỉ yào một trang điện thoại khả. Chỉ cần thẻ điện thoại, chỉ lấy thẻ điện thoại. Chỉ yào điện thoại khả. Chỉ yào điện thoại khả. Hãy hỏi lại, dì ơi, có thẻ điện thoại không ạ? A yí, yếu điện thoại khả ma? A yí, yếu điện thoại khả ma? Cháu lấy loại 100 tệ. Ní yào 100 khoai đờ. Hay là loại 50 tệ. Hán sư 50 khoai đờ. Lấy loại 100 tệ ạ. Yào 100 khoai đờ. Lấy mấy tấm. Yào chỉ trang. Chỉ cần một tấm. Chỉ yào một trang. Chỉ yào một trang. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sủi cảo. Chảo zi. Nửa kg táo. Yì chín bình quả. Nhân viên giao dịch. Ính yề yuán. Ở tầng 18 cửa 1. Trụ 18 lầu y mấn. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. Mã xào trảng hoan nghênh nín. Bạn học mới. Xin thống xuế. Của mình rất cũ. Wo de hen jiu. Một lọ nước hoa. Yi ping xiang shui. Gần đây vừa khai giảng. Zui jin gang khai xuế. Một tấm ảnh của cả nhà. Yì zhāng quán jiā de zhào piàn. Giám đốc của công ty. Công sư de jīng lǐ. Đại khái có hơn 100 nhân viên nước ngoài. Đại khái có 100 đô gờ ngoại quốc trí yuán. Có lúc lên mạng tra tài liệu. Yǒu shí hòu shàng wǎng chǎ zì liào. Luôn ở ký túc xá đọc sách, luôn đọc sách ở ký túc. Zǒng zài sù shè kàn shù. Đi công viên chơi. Qù gōngyuán wǎn.
lúc mình ra đây, lúc mình ra ngoài. 我出来的时候, muốn mua một quyển, 想买一本, ngồi xe quá chật, đi xe quá chật, 坐车太挤, có mấy môn học, 有几门课, môn tổng hợp, môn khẩu ngữ, môn nghe nói và môn đọc hiểu. Tổng hợp khờ, khẩu ngữ khờ, thính lý khờ, khờ yuệ đủ khờ. Môn văn hóa và môn thể dục. Văn hóa khờ, khờ thí yu khờ. Dạy tiếng Trung. Giáo hải ngữ. Dì, cô, a ý, nhân viên phục vụ, phục vụ viên, chỉ lấy một cái thẻ điện thoại, chỉ要一张电话卡.